Chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức Hoa Kỳ trong 60 giây. Sau đây là một số nội dung đáng chú ý. Một thẩm phán liên bang phán quyết những thư ký chính quyền các địa hạt thuộc bang Florida có nghĩa vụ cấp giấy chứng nhận kết hôn cho những cặp đồng tính trên toàn bang, làm rõ một phán quyết trước đó nói rằng lệnh cấm hôn nhân đồng tính của bang Florida là vi hiến. Tuy nhiên, thẩm phán này không bắt buộc thư ký chính quyền làm như vậy. Thời tiết mùa đông đã lan rộng khắp nước Mỹ, với nhiệt độ thấp kỷ lục lan xuống phía nam tận bang Arizona. Tuyết rơi ở một số khu vực trong hoang mạc ở miền bắc Arizona, và đường cao tốc phải ngừng thông xe vì tuyết và băng. Cựu thống đốc bang New York Mario Cuomo đã qua đời ở tuổi 82. Ông Cuomo là một nhân vật có uy thế trong nền chính trị ở New York khi ông làm thống đốc từ năm 1983 đến năm 1994 và nổi tiếng khắp cả nước với tài hùng biện sắc sảo của mình, đan xen những câu chuyện về gia cảnh khiêm tốn của ông khi trưởng thành. Đó là nội dung bản tin hôm nay. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.